Xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2022. Như vậy là chỉ còn 7 ngày nữa là tới đại lễ Giáng sinh năm 2022. Hôm nay chúng tôi mời các bạn về thăm giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình để xem các cái hoạt động đang là chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh được diễn ra như thế nào. Các bạn đang là thấy mặt tiền của giáo xứ Đền Thánh An Bình. Giáo xứ Đền Thánh An Bình nằm ở mặt tiền của quốc lộ 80. Vâng, rất là nhiều hoa cảnh, đèn, cờ, phướn đã được đang là chuẩn bị để trang trí cho đại lễ Giáng sinh. Mời các bạn cùng tham quan cái mặt tiền của nhà thờ giáo xứ An Bình này đã được chỉnh trang, trang trí như thế nào. Vâng, rất là nhiều cờ hoa đã được dâng lên để chuẩn bị cho đêm lễ thánh được diễn ra một cách long trọng nhất. Vâng, rất là nhiều những cái chậu hoa kiểng đã được trưng bày ra phía trước. Các bạn đang là đứng ở quốc lộ 80 nha các bạn ha. Thì nhà thờ An Bình này nằm ở quốc lộ 80 thuộc ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ nha các bạn. Nếu mà các bạn đi từ Sài Gòn xuống thì cách lộ tẻ khoảng 15 km thì tới nhà thờ Đền Thánh An Bình nha các bạn ha. Mời các bạn đi tham quan một vòng ở phía mặt tiền trước khi chúng ta tiến vào phía trong để tham quan ngôi thánh đường này. Vâng, xa xa là các bạn thấy đó là mặt tiền nhà thờ với hai tháp chuông nhọn cao vút lên bầu trời. Chúng ta liên tưởng tới nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn phải không ạ? Vâng, cũng là một cái kiến trúc xây dựng theo phong cách Gothic. Vâng, với cái hai cái tháp chuông nhọn vươn cao lên bầu trời. Trước mặt các bạn là một cái tấm băng rôn cũng được treo lên với tiêu đề là Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình mừng Chúa Giáng sinh. Vâng, tất cả những cái khâu chuẩn bị đang là tấp nập diễn ra. Vâng, các bạn thấy là hai tháp chuông cao vun vút lên với hai quả chuông. Mỗi một lần mà chuông đổ thì cái tiếng ngân vang của nó rất xa, báo hiệu cho bà con giáo dân tới tham dự những cái sinh hoạt tôn giáo ở đây. Và các bạn cũng thấy là ở các cái hàng rào ở bên thì cũng có cờ hoa, và đặc biệt là có một cái phiến đá rất là lớn. Vâng, mời các bạn xem coi là cái phiến đá này ghi cái gì ở đây. Và một cái phiến đá to ghi là giáo xứ Giuse An Bình. Vâng, được trang trí ở cạnh cái cổng chính của nhà thờ với cái phiến đá to ghi cái tiêu đề là giáo xứ Giuse An Bình. Đây là cái cổng chính, nhưng mà vì đây là gần buổi trưa rồi cho nên là nhà thờ đóng cửa, mình không có thể vô được bằng cái cửa chính này. Tôi đã liên hệ với lại những cái vị chức trách ở đây và được các vị cho phép ghi lại những cái hình ảnh mà nhà thờ đang là chuẩn bị tấp nập cho cái đêm Giáng sinh được diễn ra. Vâng, trước mặt các bạn là ngôi thánh đường nhà thờ giáo xứ An Bình. Hôm nay chúng tôi mời các bạn về đây để cùng với chúng tôi tham quan, bước vào phía trong để chúng ta cùng tham quan cái vẻ đẹp, vẻ lộng lẫy của ngôi thánh đường và các cái hoạt động đang là chuẩn bị hang đá, chuẩn bị trang trí cây thông Noel để đón mừng Chúa Giáng sinh năm 2022. Mời tất cả các bạn cùng với tôi tiến vào phía trong để chúng ta cùng tham quan và thưởng thức những cái vẻ đẹp của ngôi thánh đường này. Vâng, trước mặt các bạn là cổng chính của ngôi thánh đường mà chúng ta phải vào phía bên hông này, bởi vì bây giờ gần trưa rồi cho nên là các cái người có trách nhiệm ở đây người ta đã đóng cửa chính lại rồi. Vâng, một cái phiến đá rất là lớn ghi là giáo xứ Giuse An Bình. Các bạn thấy là họ trang trí một cái phiến đá ở cạnh cái cổng chính ra vào rất là đẹp các bạn. Xác nhận cái đây là cái nhà thờ của giáo xứ An Bình. Cạnh đó thì có một cái bia
tưởng niệm hành hương năm thánh truyền giáo Giáo hội Việt Nam năm 2004. Vâng, gọi là năm thánh thể. Đây là cái bia kỷ niệm những cái hoạt động tôn giáo ở đây cũng được đặt trân trọng bên cạnh phiến đá này. Vâng, những cái bia kỷ niệm đánh dấu những cái cột mốc của giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình cũng được đặt rất trân trọng ở mặt tiền của ngôi thánh đường. Chúng ta đi một vòng xem các cái bích chương cũng được căng lên ở cái hàng rào ở phía ngoài. Vâng, đây là những cái gọi là thánh điển các bạn. Không biết tôi dùng từ có đúng hay không, tức là cái những cái điển tích mà của Đức Giêsu Christ thì mình có thể gọi là những cái thánh điển cũng được trang trí ở cái hàng rào ở bên ngoài ngôi thánh đường này. Và các bạn có thể thấy là cái mặt tiền của ngôi thánh đường dài hun hút như vậy, rất là rộng lớn các bạn, một cái diện tích quy mô chứng tỏ là cái giáo xứ ở đây rất coi trọng cái việc xây dựng những cái ngôi thánh đường này để phục vụ cho bà con tín hữu ở đây. Chúng ta bước vào, đầu tiên thì ở bên tay mặt chúng ta đã thấy là có một chiếc hang đá cũng đang là chuẩn bị ở đây. Vâng, những cái dàn ráo cũng vẫn còn để ở đây, chứng tỏ là họ làm chưa xong. Vâng, có rất nhiều tượng ảnh. Tôi không biết là tượng của vị thánh nào. Quý vị biết thì xin quý vị comment ở bên dưới cho. Vâng, cái cổng chính tôi đã bước vào phía bên trong. Và đây là cái cổng của ngôi thánh đường giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Thấp thoáng phía trong là mặt tiền của ngôi thánh đường. Vâng, cái biểu tượng tam quan của cái cổng này, với cái cổng chính ở giữa và hai cổng phụ ở hai bên, chúng ta có thể gọi là tam quan. Vâng, rất là bề thế, rất đẹp và rất hiện đại các bạn. Mời các bạn tiến vào phía trong. Vâng, mời quý vị thưởng ngoạn. Đây là mặt tiền của ngôi thánh đường giáo xứ Giuse An Bình. Vâng, với hai cái tháp chuông cao vời vợi, phía trước là tượng thánh Giuse. Vâng, mời các bạn quan sát kỹ hai cái ngọn tháp được xây dựng theo cái nối gô tích. Trên hai cái ngọn tháp đó là những cái ngôi sao cũng đã được trang trí lên, và đặc biệt là hai cái quả chuông đặt ở hai bên. Khi mà mỗi một lần chuông chiều đổ xuống thì giáo dân khắp một cái vùng rộng lớn có thể nghe thấy để mà đến tham dự những cái sinh hoạt tôn giáo ở đây. Vâng, rất là đẹp ạ. Trong khi mà mời các bạn đi tham quan một vòng thì tôi xin được nói về cái vị trí địa lý của cái ngôi thánh đường giáo xứ An Bình này. Vâng, đền thánh giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình thì thuộc ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Xin mời các bạn xem, đây là một cái ngôi hang đá cũng rất là lớn nha các bạn. Với cái biểu ngữ ở trên là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, đây là cái thông điệp mà mỗi mùa Giáng sinh ở những cái ngôi thánh đường đều có treo cái thông điệp này, làm sáng danh Đức Chúa Trời và đem sự bình an đến cho mọi người. Vâng, ở trong hang đá này thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn hình tượng Đức Chúa và các cái vật kỷ niệm khác thì cũng chưa thấy được trưng bày ở đây. Có lẽ là ngay mai thôi thì họ sẽ hoàn thành. Và có dịp thì tôi sẽ quay lại vào ban đêm. Thì lúc đó đèn hoa nó sặc sỡ và sẽ đem lại cho quý vị nhiều những cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Vâng, các bạn cùng đi tham quan với chúng tôi một vòng nha. Tôi xin nói lại về cái giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Thì cái nhà thờ này theo cái thông tin của cổng thông tin điện tử
của giáo phận Long Xuyên đó, thì cho biết là nhà thờ An Thái, An Thịnh, An Hiệp. Vâng, thì đây là một cái giáo xứ mới được thành lập tách ra từ giáo xứ Thạnh An, và nhà thờ thì được xây dựng chỉnh trang nhiều lần, và cho tới ngày hôm nay thì đã hoàn thiện với cái ngôi thánh đường hiện đại nhất mà các bạn đang là chứng kiến ở đây. Vâng, đây là một cái đây là một hòn non bộ, ở phía trên thì cũng đã trang trí đèn hoa, tất cả mọi khâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm lễ thánh rồi. Vâng, đây là tượng của Chúa Giêsu mà không biết là ý nghĩa như thế nào. Nếu các bạn biết thì các bạn comment ở bên dưới để cho mọi người được biết hơn về ý nghĩa của các bức tượng này. Vâng, kế đến là cũng là một chiếc hang đá nữa nằm ở cạnh cái tượng Thánh Giuse. Vâng, tôi phải quan sát một lúc thì cũng xin lỗi các bạn là tôi không có hiểu cặn kẽ về những cái bức tượng thánh, cho nên là các bạn thông cảm tha thứ cho những cái thiếu sót của chúng tôi, và xin các bạn comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi cập nhật những cái thông tin được chính xác hơn. Vâng, những cái hang đá rất là đẹp các bạn. Họ làm bằng những cái vật liệu đơn sơ thôi, bạt bằng vải, rồi họ trang trí lên giống như là những cái hang Bethlehem thật sự như vậy các bạn. Vâng, cũng là những cái dòng chữ vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vâng, mọi người đều hy vọng rằng với những cái người có tâm thánh thiện thì sẽ được ơn trên ban cho sự bình an, ban cho sự hạnh phúc. Đó là cái điều mong muốn của tất cả mọi người, chứ không riêng gì của những người Công giáo. Như các bạn đã biết thì Giêsu Christ là một người có thật, một nhân vật lịch sử, chứ không phải là một nhân vật huyền thoại nha các bạn ha. Thì trong những cái video clip trước tôi cũng đã nói rồi, Ngài là một người có ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể nhân loại của chúng ta, với một cái kỳ tích mà tôi nghĩ rằng trước đây và hiện tại cũng như là trong tương lai sẽ không bao giờ có một người nào làm được như vậy. Đó là việc Ngài đã làm cho nhân loại này tách đôi ra hai cái dòng lịch sử, đó là trước công nguyên và sau công nguyên. Vâng, đây là hình một ông già Noel. Tương truyền, nhất là ở những người phương Tây, thì họ tin là cái ngày đêm Noel, cái đêm lễ thánh, thì sẽ có một ông già, ông ấy đi vào từng gia đình một, mà những cái gia đình nào có em nhỏ đó thì ông sẽ leo theo cái đường ống khói ông ấy xuống, và ông ấy tặng quà cho các em nhỏ. Tại vì ở trên ở bên châu Âu thì những cái tháng này thì thường là tuyết đóng băng hết tất cả, cho nên là mọi người đều đóng kín cửa, và trong nhà thì có những cái lò sưởi, cho nên là ông già Noel chỉ có xuống được vào từng nhà theo cái đường ống khói thôi. Và đêm Noel thì em bé nào cũng háo hức chờ đợi để được ông già Noel tặng quà cho. Đó là cái truyền thuyết ở bên phương Tây các bạn. Ngày nay thì ở Việt Nam mình cũng có những cái dịch vụ rất là vui nhộn, là có những ông già Noel đi tặng quà, như là những shipper vậy mà bận những cái quần áo giống ông già Noel. Một cái việc làm cũng hết sức ý nghĩa và vui thích cho các bạn trẻ nhân cái ngày Noel này. Vâng, bởi vì cái ngày Noel này không còn chỉ là của riêng người Công giáo cũng như là người tin lành nữa, mà hiện nay nó đã trở thành một cái ngày của toàn thể nhân loại rồi các bạn. Ở phương Tây và ở các cái nước thì trong hiến pháp người ta cũng cho cái công nhân của người ta được nghỉ cái ngày lễ Noel này như là một những cái ngày lễ chính thức ở trong hiến pháp. Người ta quy định cho toàn thể người dân của ta được nghỉ, và cái kỳ nghỉ của người ta rất dài, người ta nghỉ từ Noel cho đến hết Tết dương lịch các bạn. Cho nên là cái kỳ nghỉ lễ Noel là một cái sự kiện trọng đại, cái ngày nghỉ quan trọng của người dân ở các nước phương Tây. Vâng, đây là hình ảnh một bức tượng của Thánh Giuse, biểu tượng của đền thánh của nhà thờ giáo xứ đền thánh Giuse An Bình.
Vâng, một cái tên cũng hơi dài, cho nên là các bạn thông cảm. Hơn nữa mình không có ở gần giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình, cho nên là mình cũng không có hiểu cặn kẽ về giáo xứ này, nên là khi mà mình thuyết minh thì nó có nhiều cái thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Vâng, cái khu vực rộng lớn như thế này mà nằm ở cạnh sát mặt tiền của quốc lộ 80, quả là một cái nơi mà rất là đẹp, một cái view hết sức là đẹp đẽ và cũng không kém phần sang trọng và uy nghiêm để mà thành lập một cái nhà thờ ở đây. Vâng, các bạn thấy là chung quanh thì có những cái nhà, có những cái công trình phụ trợ cũng được xây dựng rất là chu đáo. Mời các bạn xem qua một vòng nữa để chúng ta đi tham quan ở phía sau coi có những cái gì mà họ đang là chuẩn bị nữa hay không, để hầu quý vị. Quý vị đặc biệt là những cái người ở xa mà trước đây đã từng ở xứ này thì qua video này các bạn cũng có thể được tham dự một cái thánh lễ lớn quan trọng của người Công giáo qua cái video này. Đây là những cái điển tích các bạn. Để xem cái bảng này, người ta ghi là giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Đây là một cái bia ghi lại cái lịch sử của ngôi thánh đường này. Vâng, mời các bạn cùng, có thể các bạn dừng video này lại để các bạn xem kỹ hơn cái lịch sử phát triển của cái ngôi thánh đường này như thế nào. Vâng, các bạn có thể dừng lại để mà đọc những cái thông tin ở đây. Hôm nay tôi chiếu chậm lại cái chỗ này để cho các bạn tham khảo. Vâng, tất cả những cái tư liệu mà tôi hầu quý vị đó thì được tham khảo ở như trên trang thông tin điện tử của giáo phận Long Xuyên nha các bạn ha. Nếu có điều gì sơ sót thì xin quý vị thứ lỗi và xin quý vị comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi cập nhật những cái thông tin được chính xác hơn. Vâng, đây là toàn bộ cái tóm tắt cái lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình. Đây là những cái chặng mà gọi là chặng đường thánh giá, tức là ghi lại cái quá trình mà Đức Giêsu trong cái công cuộc cứu độ loài người thì ngài đã bị vua Herode thời đó đem ra hành hình, và trước khi cái quan lính của triều đình Herode lúc đó đưa ra hành quyết ngài thì họ đã dắt ngài đi tự vác cái cây thập tự của mình và đi một quãng đường rất xa để lên một cái đồi Golgotha để mà hành hình ngài trên đó. Thì trên cái quãng đường đi ngài đã trải qua rất là nhiều những cái cực hình, và họ ghi lại được 14 cái chặng đường tiêu biểu nhất, gọi là 14 chặng đường thánh giá. Và ngày hôm nay họ hình thành, họ xây dựng những cái bức phù điêu như thế này để tưởng nhớ lại cái công cuộc cứu độ của ngài đối với nhân loại. Nếu mà ở vào một cái dịp lễ khác, chẳng hạn lễ Phục Sinh chẳng hạn, có dịp thì tôi sẽ tìm hiểu và trình bày với quý vị về ý nghĩa của các cái chặng đường thánh giá này. Hôm nay thì trong cái chương trình này tôi chỉ muốn mời các bạn đi tham quan những cái hoạt động chuẩn bị cho đêm Giáng sinh thôi, và nhân tiện đây thì chiếu lại cái quang cảnh này để cho các quý vị thưởng ngoạn. Còn khi nào mà có những cái dịp khác tìm hiểu kỹ thì tôi sẽ nhờ những cái người am hiểu về kinh thánh ở đây để giúp đỡ chúng tôi trình bày cho quý vị biết ý nghĩa của từng cái bức phù điêu này. Nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp, xin quý vị comment ở bên dưới, chúng tôi sẽ ghi nhận những cái ý kiến của quý vị để chúng tôi tổng hợp lại và hoàn thiện hơn những cái thông tin về ngôi thánh đường này nói riêng và về đạo Công giáo nói chung. Vâng, ngày hôm nay thì không những chỉ có người Công giáo mà anh em Tin lành người ta cũng đang là tất bật chuẩn bị cho những cái hoạt động để đón mừng
Chúa Hài Đồng sinh ra. Thì các bạn đã biết rằng đạo Tin Lành và đạo Công giáo thì đều có một chung một đức tin, đó là thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể khác nhau về mặt luân lý, nhưng mà về mặt đức tin thì cả hai đạo đều xuất phát từ đạo Kitô giáo mà ra. Chính vì vậy mà các cái hoạt động tôn thờ Đức Chúa Trời cũng như kỷ niệm Giáng sinh thì cũng đều dựa trên một cuốn kinh thánh duy nhất. Còn về mặt luân lý thì mỗi một đạo nó có một cái luân lý khác nhau, còn về đức tin thì chỉ có một. Vâng, đó là một cái điểm đồng nhất giữa đạo Tin Lành và đạo Công giáo. Thì có một dịp nào đó tôi sẽ trình bày quý vị về những cái điểm mà giống nhau và khác nhau giữa đạo Công giáo và đạo Tin Lành để hầu quý vị. Vâng, ở đây cũng là những cái điển tích. Có dịp tôi sẽ nhờ những cái người am hiểu về giáo lý ở đây hướng dẫn để chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của các cái bức phù điêu này, để qua đó có thể giới thiệu đạo Công giáo với tất cả mọi người có cái tinh thần tìm hiểu, cũng như là có cái tinh thần yêu mến đạo Công giáo thì chúng ta có thể tìm hiểu với cái ý nguyện đó. Chứ về mặt tôn giáo thì chúng tôi không có đủ cái khả năng để mà truyền đạt một cách chi tiết nhất cho quý vị được. Đây chỉ là những nét khái quát. Vâng, tất cả là có 14 cái bức phù điêu như thế này các bạn. Thì như tôi được biết thì từ lúc mà vua Herode kết án ngài cho tới lúc ngài ra pháp trường mà chịu đóng đinh trên cái cây thập tự ấy, thì ngài trải qua rất là nhiều những cái nỗi gian truân cực khổ. Nhưng mà có 14 cái chặng mà đáng ghi nhớ nhất thì người ta ghi lại, và người ta ngày hôm nay người ta làm thành 14 cái chặng, gọi là 14 chặng đường thánh giá. Vâng, không biết có phải hay không thì tôi sẽ cập nhật sau. Nếu quý vị hiểu biết cặn kẽ thì xin quý vị giúp đỡ để cho chúng tôi được cập nhật những cái thông tin chính xác nhất. Vâng, chúng ta quay lại cái mặt tiền của ngôi thánh đường giáo xứ An Bình. Hy vọng rằng là với những cái hoạt động tất bật như thế này thì đêm Giáng sinh sẽ diễn ra rất là tốt đẹp, đặc biệt là vào ban đêm thì đường phố cũng như là các cái ngôi hang đá sẽ được nổi bật lên, do được trang trí rất là nhiều đèn hoa sặc sỡ các bạn. Tôi sẽ cố gắng đi vào ban đêm để ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất hầu quý vị. Và ngôi thánh đường được xây dựng rất đẹp các bạn. Chúng ta liên tưởng đến hai cái ngôi tháp chuông của nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn các bạn nhé. Một biểu tượng tôn giáo và một biểu tượng văn hóa của miền Nam Việt Nam. Đó là nhà thờ Đức Bà và bưu điện của thành phố nằm sát ở bên. Vâng, những cái người mà chúng ta được sinh ra tại miền Nam trước 1975 thì cái biểu tượng nhà thờ Đức Bà và bưu điện của thành phố là những cái di tích của lịch sử các bạn. Mỗi một lần mà có dịp đi ngang qua hai cái nơi đó thì chúng ta không khỏi bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm một thời của đô thành Sài Gòn trước đây. Vâng, mời các bạn xem lại một vòng nữa những cái ngôi hang đá đang là được xây dựng gấp rút để cho đêm lễ thánh được diễn ra. Để mời các bạn đi lại một vòng nữa để tham quan chi tiết. Rất tiếc là do buổi trưa rồi cho nên là tôi không có liên hệ để xin phép được vào phía bên trong nhà thờ để quay hầu quý vị. Hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được ghi những cái hình ảnh ở bên trong nhà thờ để cho quý vị được chiêm ngưỡng. Vâng, đây là một cái bức tượng Đức Mẹ cũng được xây dựng ở trên, đặt rất là trân trọng ở một cái hòn non bộ nha các bạn ha. Vâng, có lẽ đây là tượng Đức Mẹ Hòa Bình bởi vì ở trên trên đầu Đức Mẹ có một cái vương niệm. Có lẽ đây là biểu tượng của Đức Mẹ Hòa Bình. Vâng, nếu mà các bạn biết thì comment ở bên dưới để giúp đỡ chúng tôi. Có Đức Mẹ Hòa Bình, Đức Mẹ Mân Côi,
Đức Mẹ Sầu Bi, có rất nhiều cái hình tượng để biểu hiện một cái trạng thái của Đức Mẹ, một cái thông điệp của Đức Mẹ đối với lại đồng bào tín hữu Công giáo, nhưng mà tôi không có được hiểu cặn kẽ lắm, xin các bạn giúp đỡ chúng tôi. Vâng, đây là mặt tiền cái cửa chính của thánh đường giáo xứ đền thánh Giuse An Bình, với cái biểu ngữ là đây chiên Thiên Chúa. Vâng, đây là biểu tượng của chính của ngôi thánh đường, với những cái ý nghĩa mình chỉ có những người Công giáo mới hiểu được thôi. Vâng, các bạn nhìn lên một lần nữa ngôi thánh đường với cái cấu kiến trúc Gothic rất là tráng lệ các bạn, rất là uy nghiêm, trầm mặc trong một cái khung cái không gian rộng lớn như vậy. Khi mà chúng ta bước vào nơi này thì tâm hồn chúng ta như được trùng lại, như được tĩnh tâm trong cái sự bình an, như cái tên của giáo xứ này, giáo xứ Giuse An Bình. Vâng, đó là một cái niềm hạnh phúc khi mà chúng ta có dịp đến với những cái nhà thờ, những đền chùa, thì tâm hồn chúng ta được thảnh thơi, chúng ta tạm quên đi những cái lo toan cơm áo gạo tiền đời thường, để hướng tới sự bình yên ở trong tâm hồn. Mỗi khi mà chúng ta được đến những cái nơi này, vâng, đó là những cái nơi bình an nhất, mà những cái lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, lạc lõng, chúng ta rối bời trong cái cuộc sống vội vã ngày hôm nay, thì nhà thờ là cái nơi bình an nhất để cho chúng ta tìm về với chính bản ngã của mỗi con người chúng ta. Vâng, mời các bạn xem lại một lần nữa toàn cảnh cái ngôi thánh đường này. Kính thưa quý vị, tôi vừa đem đến cho quý vị những cái thước phim ngắn gọn về những cái hoạt động đón mừng Noel tại nhà thờ giáo xứ An Bình. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn dành một ít thời gian để cùng chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp nơi đây. Noel cũng tới gần, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Và nếu quý vị yêu thích, xin quý vị like, đăng ký kênh, chia sẻ để những cái thông tin về tôn giáo được lan tỏa tới mọi người trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Vâng, xin tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.